đây là món ngựa. Đây là cà cà này. Cà này. Cà này. Quý vị ít đấy. Lạc cầu. Đặc sản nè. Nhà đầu tiên ở đường rẽ là gì? Đây là bín. Đín bín ngựa. Rượu à. Đây là các loại rượu nè. Đây rượu mận. Ở đây chắc táo quá ha. Táo thảo mộc rồi nè. Cái này gì mèo nè, táo mèo nè, nguyên một bình luôn. Dạ, bịch khô lời của the fan. Ở đây ăn theo truyền thống là đang ngồi vậy nè. Mình ngồi ở đây cho nó thoải mái. Đúng rồi. Vô rau có cháu một này là gì, chấm chéo hả? Không, không là chấm chấm thắng cố. Này là chấm thắng cố. Em hay ăn cay không? Cay cay. Ok. Cay đi, ok đi. Xong rồi rau đây chúng ta đây. Cái này là gì em? Chấm. Chấm hả? Mắc khén không? Không phải mắc khén hả? Cái lá này là đặc trưng của nhà này. Yeah, very special leaf. Don't know what in there. But spicy. This one spicy. Maybe dry chili. Mình bỏ hà nữa. No, MSG. Mỗi người một bát. MSG. Thật mà, tính thật mà. Đây là thắng cố ngựa. Ăn với lại tàu hũ. Còn rau còn vui đậu nữa. Vâng ạ. Nước là phải từng ngày nước vào một cái bát này. Đấy. Xong rồi là máy vào cái kia à. Múc cái này vào cái này. Xong rồi là cứ gấp cái thịt để chấm vào đấy. À xôi là ăn luôn. Được chưa? Biết rồi. Cho cháu đi ăn đĩa phở chua nhá. Cái này có thịt trong này không? Hay là có thịt, có thịt, có lòng, có phổi, còn tất cả. Now they mention it as well. Không biết ăn đồ lòng thì ăn thịt coi. Cho chị mượn cái giá, chị dắt dớt lên coi có cái gì trong đây. Đây là đồ lòng với thịt ngựa nè. Đây là phở chua. Phở chua chấm là chấm cái này nhé. Cũng chấm cái kia, chấm cái này thì cũng bởi mà kẹp kẹp rau vào ăn cũng mát. Dạ. Cái này là cải chua hả? Cải chua. Chua. Cải chua. Cải chua. Cải chua. Bữa rồi nè. Đây là chấm vô trong đây. Phở chua nè, chấm vô trong đây. Đó. Chấm vô.
quán này là nổi tiếng về món thắng ngựa phố nè, người ta đi ăn rất là đông, bây giờ không có chỗ ngồi luôn nè, bây giờ phải phải đi ra ngoài chờ một chút mới quay lại ăn. Bên trong mấy người đông lắm, ở trên lầu nữa. Đến lúc kia ngủ mà đến lúc mà đến kia cái thằng mấy con xe anh đừng lấy. Đây có nhiều người đang ngồi chờ để có bàn ngồi ăn nè. Nãy giờ người ta chờ cũng lâu lắm rồi. Đây là đóng thùng về Sapa nè. Đó, người ta đem nước lẩu về nè. Có nước lẩu còn nóng hổi à. Có nước đá để kèm theo cho để giữ nước lẩu đừng bị hư á. Ở đây nữa nè. Bàn này của mình nãy giờ ngồi ăn. Em ra đổ máy xe cho. Cái này là để đeo lên lưng cho em bé nằm hay gì đó. Mắc không? Hỏi xem. Đây sao đây hỏi? Thôi thôi, hỏi em ơi. Không có mặt. Coi chơi thôi. Đẹp quá chừng luôn nè. Đồ dân tộc. Ừ. Yeah. Like in the on the stage, you know. Yeah. This one put it on the head, huh? Bigger. Bự hơn, bự hơn có không? To không? Cái này to mà. Cái to 2 nghìn mà. Còn cái to hơn nữa không? Ồ, cái này to luôn. Đây, cái này 2 nghìn. Chưa kết quen. Mua cái kim để về mình nấu dịch cái mình may nó lại. Cái này đâu phải hạt dổi đâu ha, cái hạt gì hả? Cái hạt này là hạt gì? Hạt gì? Ăn à? Không biết hả? Thuốc á hả? Medicine. But you don't know which one you want. Này thuốc luôn ha. Nhưng mà cái này mình biết mình bệnh gì mình mới mua được chứ. Mà mấy người này đâu biết tiếng Việt. Hầu như họ bán cho người họ. Đây bán mấy hạt giống nè. Nhà em có trồng cây không? Trồng hồng. Hồng hả? Hồng giòn đấy hả? Trồng cây hoa hồng. Hoa hồng hả? Các loại màu. Bán hay là trồng chơi thôi? Trồng chơi là ai thích bán. Xin lỗi. Đây là bánh nghệ. Mấy cái nón của người dân tộc nè. Này để làm gì? Cái màn hả? Thích khăn là nóng. Này để làm gì? Like a blankie. Này là ga giải giải. Cái chăn đấy. Chăn bằng này đen lại bằng không biết bằng gì luôn.
them get the little bit of some nice skill, huh? Yeah. Hi. Người ta bán mấy cái tàu lịch sắc quá rồi á. Cái này gọi là cái không biết rồi. Cái này gọi là gì anh? Cái này gọi là gì? Cái thồ. Cái thồ hả? Qua gió kẻ nó thì gió lốc kẻ bỏ ấy cho bây giờ đi. Cái thồ. We're in the mountains. Đây là các món ăn, món uống chứ, của chợ đây nè. Quá chừng luôn, mình cũng không biết món này là gì nữa. Thấy cũng giống giống như người miền xuôi mình vậy á. Có đậu xanh, đậu nành, rồi xanh bổ lượng nữa nè. Đây người ta bán nhiều cây rừng lắm nè, quá trình cây rừng luôn, nhiều người ta mua mận ghê luôn á, đang rừng nè, quá trình nè. Orchids, Nick. Wild orchids. Wild ones, huh? Yeah. Barber. Yeah. Remember, look, Nguyễn, he used to go to have a haircut like that. Cua cho vài đường. Cắt vậy là như một cái đầu vậy em. 20-30 nghìn. Gặp đây là tầng là hết tóc nam không à, 30 nghìn là cắt một cái đầu, 30 nghìn. Cái đây người ta bán gỗ nè, để dành trang trí. Thì cái dưới nè, nhỏ nhỏ dễ thương, không có to. This one is tiny, huh? Đây, cái nhỏ nhỏ nè.